Vâng, xin chào các bác đến với kênh xe đạp. Và bây giờ tiếp tục giới thiệu bác một mẫu dòng Touring đến từ thương hiệu Media. Model Xlooper 300 với tông màu chủ đạo tông màu trắng. Và bây giờ xin mời dành cho tổng thể chiếc xe. Vâng, thì trong thời gian gần đây em đã giới thiệu qua một vài mẫu của Media đến từ thị trường châu Á được sử dụng rất là nhiều. Đây là một cái mẫu xe mà phù hợp với mọi lứa tuổi đều đi được. Với tuần này em về một chiếc tông màu trắng rất là sáng. Mẫu model của xe là Xlooper 300. Và cái model lần này em về cũng không thời gian vừa qua rất là nhiều rồi. Lần này em về một chiếc tông màu chủ đạo màu trắng nữa. Model của xe là Media Xlooper 300. Xe làm từ hợp kim nhôm. Mã quy code chính hãng của xe, của bản tiêu xe trên khung. Và chiếc Media này là cái mẫu dòng City Bike, dòng xe touring đường phố. Với cái tông màu trắng này thì rất là dễ sử dụng, phù hợp với mọi lứa tuổi, nam nữ đều đi được. Khung nhôm. Mẫu Xlooper này bên em cũng về trong thời gian vừa qua cũng rất là nhiều mẫu Xlooper rồi. Lớp sơn zin với bản đeo xe với tông màu trắng. Đến cho bác ưa thích những tông màu sáng. Cổ phốt ki đông chính hãng của Media. Cái nắm cao su. Phương bản theo xe. Xe trang bị bên tầng lip. 9 tầng lip. 9 tầng lip Shimano Antut. Cụm bánh trước sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực của Shimano. Bên phải em sử dụng với 3 tầng đĩa của Shimano Antut. Và cụm phanh sau sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực cũng của Shimano. Càng nhôm chính hãng của Merida. Vành nhôm hai lớp chính hãng của Merida Xlooper. Sử dụng lốp CST. Thông số sai trên khung là size 47 các bác nhé. Sau trang bị với củ đề Antut, trang bị với 9 tầng lip. Lip xích còn rất là mới. 3 tầng đĩa. Đặt đĩa Shimano Antut. Và một dòng xin cho các đứng của khung xe. Một cho các đứng của khung xe là size 47. Chiều ngang khung là size 51. Và size S là các bác cần 1m6, 1m7 của lại đi vừa. Bây giờ xin mời giải thích hoạt động của xe. 9 tầng lip, lip xích còn rất là mới không nhá. Lên lip này. Cúng lip. Bên phải em là 3 tầng đĩa, đặt đi ăn bút, cúng đĩa. Lên đĩa. Vâng, rất là bon. Vâng, nhưng mà đồng bộ xe cũng có chi tiết nhỏ vào cả. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc Touring Media Xlooper 300. Và xe giá tốt bên em là 8,5 triệu. Bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác nào còn thân hận qua Zalo 0975 709 943. Hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp. Nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Mời các bạn chơi ngày mai.